ngon. Bánh canh hai màu, tôm một màu nữa là bốn màu, một màu nước dừa, nước cốt dừa nữa là năm màu. Ủa, tôm với tổng cộng có bốn màu. Màu xanh của hành À, màu đó. xanh của hành đó là năm màu. Quá quá đỉnh luôn nha, quá đỉnh mà cũng quá ngon luôn. Rồi chào cả nhà, hôm nay thì mình sẽ nấu nồi bánh canh tôm nước cốt dừa. Đây mình có một mớ tôm sú đó nha cả nhà, rồi nước cốt dừa nè, với lại bánh canh này gồm có hai loại, một loại trắng với một loại là người ta làm bằng cái củ dền đó. Rồi món bánh canh nước cốt dừa nấu với sú. À, bên đây mình có gỗ cốc nè. Đó, rất là ngon, cốc già này ăn rất là ngon nha, để tráng miệng. Rồi, khi yêu thích cái món bánh canh nước cốt dừa nấu với sú, mời cả nhà cùng vào bếp làm với mình. Rồi, xin mời nha. Rồi, sú này mình lột vỏ, mình chừa cái đuôi cho nó đẹp nha. Rồi mình lấy cái chỉ lưng ra luôn. À, mình băm một chút hành tím nè, mình để vô mình ướp nha. Để vô ướp. Ướp ở đây thì một muỗng bột nêm, một muỗng nhỏ bột nêm, một muỗng nhỏ bột ngọt, và nửa muỗng cà phê bự bự một chút nè. Rồi muỗng gì, muỗng cà phê bự bự gì. rồi thì đại khái là gia đình mình ăn khẩu vị làm sao đó thì nêm nếm vậy đi, mình không có tiêu chuẩn sẵn. Đó, cho một chút tiêu, mới mở cái nắp tiêu ra cái nó bay mùi ngào ngạt. Rồi thì trộn đều cho nó thấm nè. Bữa nay mình mua được mớ sú này á, hồi làm nó sẽ đỏ au ngon lắm nha. Trộn đều cho thấm đi. Rồi cho thêm chút dầu ăn vô. Cho nó thấm ngon. Tôm mình ướp hồi nãy giờ rồi nè. Giờ thì mình bắt chảo rồi mình cho miếng dầu vô mình xào nha. Bên đây mình cũng mở lò lên, mình để cái nước dảo vô mình nấu nè. Cái này là nồi bánh canh, chừa chút cặn. Dầu sôi thì mình để con sú vô mình xào. Mình không có xào thêm gì hết, mình để củ hành hồi nãy mình ướp đó, trong sú đó, mình xào đủ rồi. Bánh canh mình có hai dĩa nha. Canh này người ta làm sẵn nè, màu củ dền, còn này màu trắng tinh khôi. Bên đây có một miếng nước cốt dừa, lát hồi xong xuôi mình sẽ để cái nước cốt dừa này vô cho nó béo nha. Sú này nó có sẵn cái màu nó đỏ au rồi ta. Bây giờ mình xào lên, hồi là nó lên màu đỏ rất là đẹp. Mình cắt lấy chỉ xong xuôi này ha. À, cái tạp chất của nó đó, tạp
chắc cái trên cái đầu con số nữa lấy xong tươi hết. Mình nêm như vậy là vừa cái phần sú rồi, lát rồi mình nấu mình nêm riêng nha. Con sú từ từ nó chín nó đỏ ao đẹp quá, chừa cái đuôi cho nó nổi bật nha. Chừa đuôi nó đỏ đỏ vàng, nó vàng vàng lên nó đổi đổi bật cái con sú, làm cái con sú nó to thêm. Rồi mình yểm trợ thêm một chút màu dầu điều cho nó đẹp nha. Rồi bắt xuống rồi mình bắt thêm một cái nồi nước nữa. Đây bắt thêm cái nồi nước để mình luộc chiên với cọng bánh canh nha. Tại vì lần đầu tiên mình nấu này mình không biết nó có ra màu không, mình nấu riêng đó đi. Rồi ngồi mình để chung vô cái phần trắng nè. Rồi bây giờ ta xong. Từ từ nước sôi mình để cái phần trắng như trước. Mình nêm vô đây một muỗng đường, một muỗng bột ngọt. Rồi để lửa nhỏ xíu mà nó còn sôi. Sôi quá sôi. Bên đây thì mình cho cái cọng màu gì củ dền vô, tại vì lần đầu mình nấu mình biết cái màu này nó có bị nó loãng không, mình để kiêng đi cho nó chắc ăn. Nó sôi à, bây giờ mình thả nó xuống đây, mình bắt cái nồi này qua bên đây. Chết nó thảy qua. Đó, được hai màu nha, xuất sắc luôn nha. Màu củ dền này nó đẹp quá. Màu sắc nó đẹp thiệt, nhưng mà cái phần này là phần củ dền thiên nhiên của mình. Đây, hai màu xen kẽ nhau quá trời đẹp luôn, quá xá đẹp luôn. Rồi bánh canh hai màu, những cọng bánh canh hai màu của mình đã chín rồi nha. Tiếp tục là mình để chảo tôm vô. Wow, ba màu luôn, chán cái chảo. Những cái tinh tí của nó nằm trong cái chảo này, chán sạch sẽ, quá ngon quá ngon. Ba màu, tôm màu vàng, bánh canh hai màu trắng với lại màu củ dền, quá ngon. Giờ thì bắt đầu mình để nước cốt. Rồi cái này mà để sau cùng nó thảy đừng cho nó giữ cái mùi béo nha. À, bốn màu.
rất là hấp dẫn nha. Mình để nước cốt xong rồi chút xíu là mình bắt xuống cho mình không có để lâu nha. Đây, vừa tôm vừa hai loại bánh canh, và sau cùng nữa là để hành vô. Đây, ngon ngon. Đây, quá ngon. Bánh canh hai màu, tôm một màu nữa là bốn màu. Một màu nước dừa, nước cốt dừa nữa là 5 màu. Ủa? Tôm với tổng cộng có 4 màu. Màu xanh của hành. À, màu xanh của hành đó là 5 màu. Quá quá đỉnh luôn nha. Quá đỉnh mà cũng quá ngon luôn. Bánh canh này rất là tiện nha. Ở chợ có bán đủ thứ hết. Người ta làm bánh canh bột sắc này làm sẵn rồi. Mình cũng lúc trước mình cũng hay làm, nhưng bây giờ có sẵn rồi mình mua cho nó tiện. Bánh canh bột sắc nấu với nước cốt dừa và tôm. Đó. Có màu củ dền rất là đẹp nha. Màu thịt giặt thành thử ra rất là ngon bổ. Đây là bánh canh ngũ sắc. À, thêm miếng hành vô, khi nào ăn thì mình để tiêu. Đây, cho chút tiêu lên, chút tiêu cho nó cay cay, nó đậm đà, nó ngọt ngọt. Rồi bây giờ mình múc ra một miếng để ăn. Đây, hai màu rất đẹp, rất đẹp. Thêm một con tôm, thấy con sú. Là tôm sú. Con tôm sú. Tôm sú nó có mấy màu đâu. Rồi, cộng bánh canh rất là dễ thương. Rồi xin mời. Mình ăn thử một cọng bánh canh coi. Có hai màu nè. Nước béo béo ngon quá. Vừa dặn luôn. Nêm nếm vừa dặn. Hồi nãy là coi như hồi nãy mình nêm trong cái con tôm sú đó. Rồi mình chỉ nêm nhẹ lên chút thôi là nó vừa. Ngon quá. Hôm nay mình làm cái món bánh canh bột sắc hai màu, màu trắng và màu củ dền. Cái này trong cái hãng, cái lò của người ta làm đó, làm khéo dữ lắm nè. Nấu với tôm sú, nước cốt dừa. Rồi rất cảm ơn các bạn đã xem video và ủng hộ cho mình nha. Chúc cả nhà mình lúc nào cũng sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin hẹn video sau. Xin chào nha.